Tất cả các bác nha, hôm nay giới thiệu cái máy rửa xe Gally. Gally 130.3 động cơ than. Hàng phun thùng nhá. Hàng phun thùng thì nó có cái phụ kiện nó đầy đủ hơn, máy nó sẽ mới hơn. Đây là cái nhấc ra cho bác xem nhấc ra. Đây là cái bàn chỗ. Nhấc ra đi. Bỏ hết ra đi. Bỏ ra đi. Đẹp 130.3. Cái này là phiên bản có than. Và cái như bác thấy thì nó là cái hàng phun thùng. Hàng phun thùng thì con này được cái nó chưa sử dụng tới, rất là đẹp. Cái này nó vẫn còn, đây là cái nắp mà. Mạng nó đây 130.3 BCX cha. Con này là công suất của nó được 1800W. Cái lượng nước của nó là ít là được 5,8, còn nhiều nhất là 8,7. Cân nặng của nó là 88,7 kg. Này là mình có xịt cả nước nóng được, 40 độ C nữa cũng được. Thì các bác mình lấy hàng phun thùng thì được cái là máy nó mới. Cái mã của máy đây, Gally Classic 130.3. Các bác có thể mình tham khảo giá cả hoặc là nguồn gốc xuất xứ hay máy của ai thì các bác cứ gõ Gally Classic 130.3. Bác nào mình quan tâm tới hàng mới thì mình cứ liên hệ nhé. Thì nó có bàn chổi đây, có cái hai bàn chổi, một bàn chổi tròn và bàn chổi tam giác này. Đó. Bạn nào mình quan tâm thì mình liên hệ nhé.